chẳng như bây giờ. Không phải như bây giờ. Quê như miền Tây giờ đây đã khác hơn xưa. Khác lắm luôn. Nơi đây nhà như ruộng nương, chẳng ai lo lắng. Có ai làm đâu. Sáng không ra đồng, buổi chiều lòng nhong đi uống cà phê. Dân quê chịu chơi là tên nickname lâu rồi. Nick của nó đó. Cô Như miền Tây là tên Facebook của Như. Facebook của nó đó. Như đi cà phê cầm theo cái phone bên mình. Dính chặt bên người. Selfie luôn. Tự sướng lên hình, mong người vô like. Vô like Facebook cho Như thành hot girl miền Tây đi anh ơi. Bắn đi. Ôi miền Tây quê mình giờ đây xa quá tiếng quê ngày xưa. Cô Như thảnh thơi suốt ngày rong chơi chẳng lo học hành. Tình bò. Cô Như giờ đây suốt ngày lây quay Facebook comment. Cô Như mộng mơ bao điều ngây thơ giờ đâu mất rồi. Đúng rồi. Cô Như chạy theo những điều không hay xa rời miền Tây. Sao quá đi cả. Cô Như miền Tây giờ đây khác xưa lâu rồi. Không đi cà phê ngồi lê biêu xấu người ta. Cô Như ngày xưa giờ đây chỉ lo học hành. Mai sao thành danh cho đời khen người miền Tây. Miền Tây số 1. Cô Như giờ đây mới thật là cô Như miền Tây. Cô Như, cô Như. Cô Như miền Tây, sao cô chưa chỉ mà lóng chày. Cô lo đi chơi suốt ngày mai này ở giá cho mà coi. Bà con cô bác xăm soi. Con nhỏ này nó lớn rồi mà sao nó cứ lo nhoi. Lo nhoi cái mà lo nhoi. Quê Như miền Tây giờ đây đã khác hơn xưa. Khác lắm luôn. Nơi đây nhà như ruộng nương, chẳng ai lo lắng. Có ai làm đâu. Sáng không ra đồng, buổi chiều lòng nhong đi uống cà phê. Dân quê chịu chơi là tên nickname lâu rồi. Nick của nó đó. Cô Như miền Tây là tên Facebook của Như. Facebook của nó đó. Như đi cà phê cầm theo cái phone bên mình. Giật mất ly thân. Selfie tự sướng lên hình, mong người vô like. Vô like Facebook cho Như thành hot girl miền Tây đi anh ơi. Ôi miền Tây quê mình giờ đây xa quá tiếng quê ngày xưa. Cô Như thảnh thơi suốt ngày rong chơi chẳng lo học hành. Cô Như giờ đây suốt ngày lây quay Facebook comment. Cô Như mộng mơ bao điều ngây thơ giờ đâu mất rồi. Cô Như chạy theo những điều không hay xa rời miền Tây. Xưa lâu rồi. Dễ thương nhiều rồi. Không đi cà phê ngồi lê biêu xấu người ta. Cô Như ngày xưa giờ đây chỉ lo học hành. Mai sao thành danh cho đời khen người miền Tây. Miền Tây số 1. Cô Như giờ đây mới thật là cô Như miền Tây. Cô Như giờ đây mới thật là